Chợ Châu các bạn, chúng ta đang đứng ở chợ Bắc Hà. Cuối tháng rồi các bạn, cuối tháng 7, 29 tháng 7 2023. Và Hà Tây Bắc đang đứng ở khu vực những cái hàng trâu to nhất chợ phiên các bạn. Đấy, ví dụ như con trâu chúng ta đang chứng kiến ở trước mặt này. Một em trâu khá là béo, vai dày cổ u. Vâng. Đấy. Vâng. Một em trâu cực béo và con này thì người ta đang đưa với giá là 52 triệu nha các bạn nhé, 52 triệu. Đấy. Chắc trâu các bạn. Cao ráo, đẹp trâu. Nói chung là về ngoại hình thì khá là cân đối, đẹp trâu. Chủ đang đưa với giá là 52 triệu. Đấy. Còn bên kia có mấy con to nữa thì mình sẽ lần lượt đi và chia sẻ cho mọi người. Đấy, trên này khá là nhiều này các bạn này. Hôm nay thì so với tuần trước ấy, tuần này nhiều trâu hơn. Ôi kia, kia có con trâu đen nhánh kìa. Ôi. Con này sừng hơi rộng tí nhỉ, nhưng mà đẹp hết đấy. Rất là nguy hiểm các bạn, trâu to đứng gần nhau rất là nguy hiểm. Đấy, các bạn đã thấy quả cặp sừng con này chưa? Đấy, lông đen khỏe nữa. Mình quay sát một tí cho các bạn xem nhé. Con này cái mông nó cũng to này. Đấy, cổ cũng lên. Nói chung là nó cũng béo rồi, có thịt rồi các bạn. Có da có thịt rồi. Con này mình đang đoán là rơi vào khoảng bao nhiêu tạ này nhỉ? Con này rơi vào 5 tạ không nhỉ? Cái dáng vẻ con này giống cái con sừng to các bạn, nó cũng cảnh quàng như vậy. Con này trên được 4 chứ anh? 45. 45 ạ. Con này sừng cành quàng giống con to kia nhỉ? 45 triệu khỏe trâu. Con này lông rậm chắc. Lông nó khỏe bác nhỉ? Lông đen nó khỏe. Những cái dòng lông đen mượt óng ánh này nó rất là khỏe trâu. Bác đang đưa báo giá cho khách xem là 45 triệu. Nắng rồi các bạn, lúc sáng nó mát, bây giờ là nó nắng rồi. Thời tiết lại bắt đầu trở lại mùa hè như mọi hôm rồi. Mấy hôm trước là do ảnh hưởng của bão nên nó mưa. Hôm nay thì mới mưa xong. Đấy các bạn có thể là nhìn đất ướt này. Sáng nó mưa, giờ lại trời lại nắng gắt rồi. Đấy, hứa hẹn là buổi trưa ngày hôm nay rất là khó chịu. Bởi vì là mới mưa xong thì nó bốc những cái hơi ẩm lên. Chúng ta sẽ có cảm giác là rất là nóng và khó chịu. Đấy, chúng ta sẽ tạm biệt một em trâu này nhá. Con trâu này người ta đang báo là 45 triệu. Đấy, quả cặp sừng thì cũng khá là đẹp. Và bây giờ thì xin mời các bạn chuyển sang xem con trâu khác nhé các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái thằng chưa rồi. Thở ấy đâu rồi? Đấy, khu vực tàn trâu to rồi các bạn. Hôm nay thì rất là nhiều trâu trên đầu năm nha các bạn nhé. Những con nào mà cao nhất thì người ta báo là 60, báo đây gọi là báo nhé, 63. Hôm nay có con nào cao nhất là mình thấy là người ta báo là 63. Còn trên đầu 4 ngày hôm nay rất là nhiều các bạn. Đấy, nhiều con trâu mà người ta báo trên đầu 4. Còn những trâu nhỏ thì hôm nào cũng có rồi các bạn. Nhiều thật sự các bạn. Hình như là cô này cũng có một con trâu cái này các bạn ơi. Con này hình như là trâu tơ nhỉ, chưa đẻ hay sao ấy. Để mình xem đẻ chưa. Ồ, con này đẻ chưa cô? Chưa đẻ đâu. Chưa đẻ trâu tơ nhỉ. Con cái tơ. Đang báo 25 ạ. Béo mà nhỉ. Cái tuổi này đang tuổi béo để chuẩn bị vào đẻ. Béo. Đấy, xương nó cũng nhỏ các bạn. Dạ, nó không được cao đấy. Nhìn trâu cũng khá là đẹp nha các bạn nhé. Một em trâu cái tơ. Đấy, cô bảo là chưa đẻ. Và nhìn trâu cũng đẹp. Nếu mà trâu gọi là bình bình thì dòng trâu này là khá là ok rồi các bạn. Đấy, cô đang báo là 25 triệu cho khách xem các bạn. Thôi, chúng ta sẽ di chuyển nhé các bạn nhé. À, hình như này bán được con này rồi. Không biết bán được 12 hay là mười mấy đây. Em nghỉ buôn em chán lắm em nghỉ. Đi buôn với anh. Trong thân mua một tiền không phải lo. Đi buôn với anh. Lại không có số đi buôn anh. Có. Đi buôn anh trai này nhiều tiền vừa cao vừa đẹp trai. Em cứ lấy số là không có. Này. Nhưng mà có ai bán cho mình đâu 10 triệu nói thế thì ai sẽ sầu anh. Tuần sau anh mua cho em 12 triệu 500. Anh này nhiều tiền mua đắt hơn một chút tại sao mà. Này. Này thế bạn buôn ra đẹp không? Được được. Buôn với nhau ấy. Đấy đấy. Này này. Bạn thôi nhá, bạn thôi nhá. Bạn thôi nhá. Ok, ông này thì biết lâu rồi. Đấy không? Đi ông chồng đằng sau đây này. Chỉ mà sờ cái lấy 500 nghìn thôi. Mất cái sừng trông. Cái mà nó một con trâu đất. Cái lánh một con trâu đất. Hai con. Bây giờ có một con trâu ba. Gì? Hôm nay bày thế vừa giả 7-8 triệu.
Thế nó con này con này hay cho đâu, nó lấy một con người bán à, con cái có này. Mua rồi à chú Tuấn? À đang xem à? À mua rồi. À. Thôi mua thì bạn có hai con thì bạn về thôi nhỉ. Con này đẹp này, con này đẹp này. Đẹp này. Nhìn nó chắc chắn đấy, đẹp nhỉ. Đấy. Con này không to mấy mà không gầy đâu. À. Ở đây bạn cũng có một con trâu. Con nghe này của ai nhỉ? Nghe đẹp mà. Nghe đẹp này của ai đây? Nghe này. Ừ. Anh bảo 27 triệu. 27 triệu. Tiền phép nhỉ? Ừ. Chắc bắn giống. Nhìn người nó tròn vo bác nhỉ. Đây. Đây có một con nghé khá là đẹp nhé mọi người nhé. Nghé giống. Thôi chúng ta sẽ quay con đấy sau. Quay bà chủ này. Xong bà... rồi. Ừ. Con trâu nó quệt vào các bạn. Đun à? Sợ à? Phải quá. Bán được giá quá phải không? Con trâu nó quệt vào nó bụi không nhìn thấy gì. Là người đẹp bán có giá hơn thật. Lần sau thuê bạn. Bác phải có con nào bác thuê. Chắc 11 năm đấy. 11 năm đúng không bác? À, bởi vì là lúc bên kia là có người trả là 400 muốn thành 11 triệu 100. Lúc ở bên kia là giao bán được, con đấy 11 triệu là bán được rồi. Con đấy là người ta bán rồi 11 triệu, khoảng 11 triệu 100. Đấy. Thế là chị đấy có hai con là bán được hết rồi. Nói chung là con nghé đây là con nghé bình thường đấy các bạn, không phải là con dòng siêu phẩm, con nghé thương phẩm thôi. Đây con này mới đẹp này, con nhưng mà con này người ta đòi giá hơi bị cao ấy nhỉ. Đấy, nghé đẹp các bạn. Hình như là nghe phong phanh là con này rơi vào tầm 27 triệu cơ các bạn. Một nghé giống. Nói chung là con này nó đen một tí nữa là nhìn nó đẹp hẳn lên nhỉ. Nó hồng hồng quá anh nhỉ. Con này nó chưa phơi. Con này con của anh đúng không? Con phía trước đúng không? Đấy. Phải về phơi cho nó đen nữa thì đẹp. Không, đấy là tư tưởng cá nhân riêng của mình. Mình thích nó đen đen một tí nữa. Đấy. Một con trâu cũng là phiên trước nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn để ý thì xem video con nghé mình ghi là dòng siêu phẩm. Đây, nó là con này đấy các bạn. Con này người nó rất là tròn nhé các bạn nhé. Nhìn nó tròn như kiểu của bí. Nói chung là chắc thịt, tròn người, cao ráo. Đấy, ngoại hình cao ráo và dài trâu nữa các bạn. Nói chung là rất là nhiều người ta thích mua rồi. Nhưng mà người ta chê, có nghĩa là giá hơi cao người ta lại chưa mua được. Đấy, quá đẹp luôn các bạn. Đấy, siêu phẩm ở chợ. Đẹp thật. Đấy, mông này. Đấy, các bạn xem mông tròn trịa nghe được nhá. Đấy, con này thì nói chung là móng miếng cũng đẹp các bạn. Đây, móng chắc. Cái dòng móng cái này là khá là ok rồi. Đấy, nhìn khá là hiền nhé các bạn nhé. Nói chung là con này về ngoại hình thì không thể chê vào đâu được. Đấy, nó tròn như hạt mít ấy, nó béo chứ. Còn là béo như hạt mít ấy. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp. Rồi, con này con phiên trước thì chúng ta sẽ không quay nữa các bạn. Ôi, ở đây phải con chín chưa dưới không? Con này khác chứ nhỉ? Vâng, con này khác.
Chắc cái tầm thế thôi nhỉ. Chắc là tầm 8 triệu chứ. Ô con này đau chân à? Không đau đâu anh ạ. À nó lười đi các bạn. À, con này nghe nghe xấu á. Đấy dòng nghe bình bình. Con này chắc là người ta mua vào tầm 8 triệu đến 9 triệu là cùng thôi. Ờ, đây là có anh có con trâu cặp các bạn. Đây con này thì cực kỳ là đẹp. Đấy, con này thì nó kiểu nó kém ăn ấy, xong nó chăm sóc không được tốt nên nói chung là mình không muốn mô tả nhiều về vấn đề này nên các bạn nhìn thì các bạn biết rồi đấy. Nó đẹp đến cỡ nào đấy. Nói chung là nó hơi xấu các bạn đấy. Và cặp này thì đây. Con mẹ kia, con mẹ thì nó cũng bình bình. Nói chung là dòng châu Di các bạn, dòng châu Di. Đấy, chúng ta sẽ đợi xem là người ta bán với giá là mười mấy. Hình như là mình nghe thấy bảo 17 hay mười mấy đấy. Đợi tí. Lệch nhau có 100-200 nữa thôi, chắc là không giao dịch được à. Ôi, không được rồi. Nè, một trận nào là mà. Phải bảo chứ xe à. Bán rồi. Hình như 18-5. Anh không mua thì có 100 nghìn bảo là rồi, làm trẻ con không bán trở về 17-5 là anh nhiều có 100 nghìn anh làm trẻ con. Con này người ta đã mua rồi các bạn. Đây con nghé đây nó khá là tội nghiệp. Đây này các bạn này. Đấy, nó còi xong nó lại da của nó không kiểu ăn tốt ấy. Không được đầy đủ chất dinh dưỡng nên nó khá là gầy. Đấy, cặp này là người ta bán rồi, với giá là 17-5 nhé các bạn nhé, cả mẹ lẫn con. Đấy. Mà nuôi con trâu này thì mất bao nhiêu ngày tháng, giờ bán được 17-5. Nói chung là trâu thì nó rơi vào thời điểm nào thì chấp nhận thời điểm đấy thôi. Nhưng mà nhìn kiểu suy nghĩ ra, suy nghĩ vào thì kể ra nuôi một con trâu nó nhiều năm tháng ấy. Và với số tiền như thế thì chỉ bằng lương người ta đi làm công nhân được khoảng 2 tháng này các bạn. Đấy. 28-16 đấy cứ gọi là 2 tháng đi thì đã mua được cặp trâu rồi. Đấy, rất là rẻ nha các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục để xem còn con. À đây, đây có một em gái này. Ở đây là có một chị đang bán trâu, nhưng mà chúng ta sẽ xem trâu trước nhé, rồi chúng ta sẽ hỏi giá sau nhé các bạn nhé. Một em trâu chắc là tầm 4 tạ các bạn. Mình đang đoán tầm 4 tạ. Một em trâu đực gọi là tầm gọi là dòng nhỏ, nó cũng không phải là to vạng vỡ mà cũng không phải gì, nó trên gì một tí các bạn. Thank you.
Dino mẹ mày, Dino à? Ở đây thì có mấy bạn đang xem con này các bạn. Đấy, có mấy bạn này đang xem con trâu này. Đấy, không biết là chị đang báo bao nhiêu, nhưng mà chúng ta quan sát một tí nữa rồi chúng ta sẽ xem các bạn. Con này thì vẫn còn non thôi. Đấy, trâu trên di một tí, ngoại hình thì cũng được, so với con trâu là ngoại hình cũng được các bạn. Mình đang xem cuộc giao dịch này có thành công, xem có thành công không các bạn nhé. Con này nó rơi vào tầm khoảng chắc là 4 tạ đây các bạn. 4 4 4 7 28. Đang bảo thế anh. Mình đang đoán mò là tầm 4 tạ. Nói chung là đoán thì nó không chính xác lắm các bạn, phải có cân cơ. Nhưng mà con này thì người ta vẫn chưa mua được các bạn. Người ta vẫn đang tham khảo và xem thôi. Người ta vẫn Rồi, họ đi mất rồi. Chưa là mua đá. Thôi, bây giờ là chúng ta sẽ hỏi con này là người ta bán với giá bao nhiêu và chúng ta sẽ di chuyển sang con khác nhé. Đấy, mình chủ yếu là mình quay lâu cho bạn xem cho nó kỹ càng, cho nó chi tiết hơn thôi. Bây giờ đi xem. Đâu anh không nai, tí anh mới nai. Không, nai khác chứ, nai là nai trực tiếp. Đăng là về nhà, về nhà đăng. Có. Tên. Em hỏi tên gì thôi để em xem. Bao nhiêu? Con này cô nói ba, em nghe được tiếng không? Không ạ. Ba ba á? Ba ba 31. Họ trả 31 được à? Mình đang đoán là con này rơi vào tầm 4 tạ đây. Tầm 432. Ai già. Tây Bắc TV1. Tây Bắc TV1. Tí anh này trực tiếp tí nữa. Chưa đến giờ. Ok các bạn nhé, người ta đang xem con này nhưng mà vẫn chưa mua được. Đấy, con này là dòng trâu nhỏ thôi nhưng mà nó khá là chắc trâu này. Đấy, tròn trâu béo các bạn, nó cũng có cổ rồi. Đấy, trâu tầm trung nhé các bạn nhé. Nhưng mà con này lâu quá người ta chưa giao dịch được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một con trâu khác nhé các bạn nhé. Của em chưa bán được à? Con này mỗi con này nè.
Con này ngắn nhỉ. Hai mấy? Hai mấy? 28 à? Cũng căng ấy nhỉ. Thôi cứ mang ra chợ thì ai mua thì bán thôi. Con này vai nó chưa có, cổ bé ngắn. Mình ở đây hay ở đâu? Dân ở đây à? Ở La Hối hay ở đâu? Ở La Hối, đoán mò chuẩn ghê nhỉ. Yeah. Mình dân chuyên đoán mò quá. Bạn ở La Hối. Chắc là mình không còn đi học chứ nhỉ? Nhìn tuổi này chắc là không còn đi học rồi. Là hết tuổi đi học rồi. Đấy, bạn có một con trâu gọi là trâu, dòng này gọi là dòng di thôi nhỉ? Bởi vì nó cũng bé. Và con này cũng ngắn người, nhưng mà bạn ấy đang báo giá là tầm 27 28 triệu. Sáng họ trả bao nhiêu cao nhất đấy em? 25. 25. À. Con này anh xem được mấy tạ. Ui, con này là ba, con này làm gì được 3 tạ nhỉ? Con này gần 3 tạ thôi. Đấy đoán mò thôi, còn cần nó mới chính xác được. À, chợ trâu thì còn rất là nhiều nha các bạn nhé. Chợ hôm nay thì so với tuần trước thì tuần này Tây Bắc thấy là nhiều hơn. Và còn về giá cả thì nó vẫn thế thôi, nó không có sự tăng gì đột biến các bạn. Còn trâu hôm nay thì nhiều trâu đẹp, nhiều trâu to các bạn. Hôm nay có 6-7 con trâu trên đầu 5 và trâu trên đầu 4 thì rất là nhiều các bạn. 98. Em trâu này không chịu đánh răng các bạn, đen xì này. Răng ghế rồi, kìa. Phải đâu, nó đang bảo nó đen thôi không ạ? Nhiều con trâu nó răng nó rất là trắng ấy, nhưng mà con này đen. Con này nó không đánh răng. Chắc nó ăn trâu. Ăn trâu nó. Ôi nhiều con trâu nó trắng thật mà. Gãy răng thôi. Nhưng mà gãy trong đây làm sao khó, thường thường là gãy răng cửa thôi. Răng thay 6. Răng này là chưa lớn. Chắc là đang lớn, đang nhú. Chưa nóng được chùa hoa. Ở chợ thì còn rất là nhiều nhá. Hình như là bên kia người ta đang xem tiếp tục các bạn. Mình suốt ngày đi lang thang chợ phiên, người ta gặp đâu là cũng bảo là ông này chuyên đi quay trâu các bạn. Cũng hơi buồn nhưng mà thật sự là như vậy các bạn. Ở kia kìa, người ta đang đứng ở đằng kia rất là nhiều. Và cái khu vực này rất là nhiều ngé nhá các bạn nhé. Ngé tầm này rất là nhiều này. Đây, cái tầm 13, 14, 12 rất là nhiều. Đấy, ngé. Đây này. Đấy, cái tầm 12, 13 rất là nhiều. Đấy, khu vực này tan ngé là ngé đấy các bạn. Đấy, các bạn muốn mua ngé về nuôi thì cứ bỏ ra khoảng tầm 12 triệu đến 15-16 triệu là có ngé để nuôi được các bạn, ngé đẹp. Đây này, con này bị làm sao này, con kia buộc này, bị làm sao. Ôi, vừa ra tới đây là đâu hết rồi. Mình vừa đứng đây thấy mọi người đứng đông đông mà giờ giải tán hết rồi các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video thì khá là dài rồi. Đấy. Thì chúng ta có thể là đưa ra cái kết luận của ngày hôm nay về giá cào châu bò. Thứ nhất là về số lượng thì những ngày cuối tháng 7, đặc biệt là tuần này các bạn, so với tuần trước thì Tây Bắc thấy là tuần này đông hơn rất là nhiều. Thứ hai là về giá cả thì nó cũng không có thay đổi gì so với tuần trước nha các bạn nhé. Đấy, giá cả không thay đổi, còn số lượng châu thì hôm nay thấy khá là nhiều. Và đặc biệt là về thời tiết nữa các bạn, hôm nay thì có vẻ như là hôm nay mát hơn các bạn. Đây. Đấy. Cứ tầm 12 triệu đến 17, 18 triệu là có ngé nuôi được các bạn. Đấy, ví dụ như là các bạn bỏ tiền ra mua con này. Đấy, con này người ta đang báo là 12 năm. Đấy, thì cứ bỏ tầm 12 triệu đến 16, 17 triệu là có những dòng ngé như thế này để nuôi rồi. Rồi ok, hẹn mọi người vào video sau nhé.
Đấy, chúng ta còn rất là nhiều để quay về giá cả châu bò. Đấy, rất là mong quý vị và các bạn đăng ký kênh, ủng hộ thường xuyên. Và bây giờ thì xin tạm biệt các bạn nhé.